Nga xin kính chào tất cả quý cô bác, các anh chị và các bạn. Cảm ơn mọi người đã quay trở lại kênh Nga Võ Illinois. Lời đầu tiên, Nga kính xin gửi lời thăm sức khỏe đến tất cả quý vị và gia đình. Trong video này, Nga xin thưa hai vấn đề chính. Đó là ông Anthony Fauci cảnh báo là tiểu bang Illinois và 6 tiểu bang khác có nguy cơ tăng đột biến về coronavirus trong quý tuần ngày Labor Day. Và sau đó là năm cái lời khuyên của ông đưa ra và điều thứ hai đó là cái xiếm đặc chắc 335 đồng là hay còn gọi là extra credit grant là trợ cấp tín dụng bổ sung tại sao là tiểu bang North Carolina thì nhận được thêm 335 đồng này và đã được um, thông qua. Tiến sĩ Anthony Forsey là một chuyên gia hàng đầu về bệnh truyền nhiễm của quốc gia đã đưa ra cảnh báo là cho người dân Illinois và sáu tiểu bang khác phải đặc biệt cảnh giác về cái cuối tuần ngày lao động là Labor Day để mà để mà ngăn chặn cái sự gia tăng đột biến của trường hợp coronavirus và ông cũng nói rằng hôm thứ năm Illinois đã thông báo rằng là có 1.360 ở Illinois là hôm thứ Năm đã được thông báo rằng là có 1.360 trường hợp nhiễm bệnh mới và 25 trường hợp đã qua đời vì coronavirus. Đây là năm lời khuyên của tiến sĩ Anthony Fauci. Ông nói rằng là bạn có thể là có một cái cuối tuần là thú vị nhưng bạn có thể là làm một cái vài điều cơ bản mà chúng ta thường là luôn nói về nó đó là ông nói rằng là thứ nhất là đeo khẩu trang và giữ khoảng cách tránh nơi đông người và ông nói là outdoors tất nhiên đó là ví dụ như mình đi nhà hàng hay là cái gì á là ở bên ngoài hơn là là ở bên trong và rửa tay cái phần thứ nhì đó là cái steam lịch chắc hay còn gọi là tín dụng bổ sung tại sao những cha mẹ trong cái tiểu bang này lại nhận được cái số tiền là 335 đô la extra credit grants là trợ cấp tín dụng bổ sung thì cái tuần này đó là cái tiểu bang North Carolina là cơ quan lập pháp đã phê duyệt cái đạo luật Corona virus là 3.0 với 1 tỷ đô la để mà sẽ cung cấp cho các bậc cha mẹ của trẻ em từ là 17 tuổi trở xuống ha và với cái số tiền là 335 để bù đắp cho các cái chi phí mà liên quan đến cái việc là chăm sóc trẻ em và học từ xa trong cái quá trình đại dịch và cái tấm ngân phiếu này gọi là extra credit grant và sẽ được gửi ra cỡ khoảng vào là ngày 15 tháng 12 tới cho cha mẹ những người mà đã khai thuế ha và cái số tiền này là dùng cho những cá nhân những bậc cha mẹ khai thế chung chẳng hạn là khai thế năm 2019 đó ha thì sẽ là được là tự động là sẽ làm gửi vào nhận được là số tiền là 335 đô la những cái cá nhân mà không có nộp đơn ấy, những ví dụ như là các anh chị không có khai thuế mà sẽ thì phải làm cái cái đơn để mà nộp xin cái trợ cấp số tiền này cái số và cái số tiền cũng là cái số tiền cố định là 335 đồng bất kể là có bao nhiêu trẻ em trong cái hộ gia đình thì các bậc cha mẹ có con em là dưới 17 tuổi thì sẽ nhận được cái 335 đồng này ha theo như lãnh đạo của Thượng viện là của bang là ông Phil Berger, một đảng viên Đảng Cộng hòa đã nói rằng trong cái cuộc họp báo là ông đã nói rằng là tôi biết là 335 hôm cuộc họp báo là hôm thứ tư thì một um, lãnh đạo thượng viện đó là ông Phil Berger của đảng Cộng hòa cho biết trong cái cuộc họp báo rằng ông nói rằng là tôi biết là 335 đô la này là không thể là trả hết cho một cái khoản là thế chấp là mortgage nhưng mà ông nói rằng sẽ làm giảm đi cái chi phí các thiết bị điện tử hoặc là giúp trả cho một cái uh, gia sư đó là tutor thì um, Ông nói rằng là ông thật sự là không có lo lắng về cái việc là cha mẹ sẽ chi cái số tiền 335 đô la đó là như thế nào. Tất cả những gì ông muốn những gì là ông cần biết là họ cần và họ xứng đáng là they deserve it. Và thượng viện ở tiểu bang là đã thông qua cái dự luật này là hôm thứ tư với cái Phiếu là bỏ là 44 và và năm là với cái năm phiếu đó là do đảng dân chủ là bỏ phiếu chống lại và hạ viện là bỏ phiếu cho vào hôm thứ năm là 104 dưới 10 và cái và gửi cái dự luật này cho thống đốc là ông Roy Cooper, một đảng viên đảng dân chủ ha. Và tất cả những gì ông nói rằng là tất cả những gì tôi biết là họ cần nó, họ xứng đáng với điều đó. Đó là kèm ông thượng viện đã đã nói cái điều này ngay đây ha và điều này có nghĩa rằng là những bậc cha mẹ ở North Carolina sẽ sớm nhận được cái khoản tiền mặt thứ hai này là hôm tất nhiên đó là khoảng vào là 15 tháng 12 2020 này Ngoài ra, ông thống đốc bang Roy Cooper cũng nói rằng ngoài cái số tiền mà 335 đô la này gửi cho các bậc cha mẹ vào ngày 15 tháng 12 2020 thì cái gói hỗ trợ này cũng là bao gồm làm có thêm là 50 tiền đô la để mà hỗ trợ cho cái việc tạm thời là thất nghiệp hàng tuần và trong cái và thêm vào cái quỹ cho cái việc là kiểm tra là theo dõi hoặc là và cái trang thiết bị là bảo hộ cá nhân và thêm vào nữa là 50 đô la hàng tuần đối với cái trợ cấp thất nghiệp của tiểu bang sẽ kéo dài tới cuối năm và cái trong cái gói này là sẽ cung cấp cái uh, tiền mà cứu trợ cho các uh, nhân viên giống như uh, là thăm dò ý kiến hoặc là các cơ quan y tế cộng đồng hoặc là những cái người khác và đó là cái điều mà ông thống đốc bang Roy Cooper đã chia sẻ trong cái gói hỗ trợ lần này ở North Carolina hoặc là những tiểu bang khác là các trường học á cũng là lựa chọn thêm là mở ra là hai cái kế hoạch ví dụ như là kế hoạch B là cho phép các giảng dạy trực tiếp Đặc là kế hoạch C thì học là hoàn toàn từ xa theo như là thống đốc Roy Cooper là hầu hết các học sinh ở North Carolina là bắt đầu cái năm học là với cái hình thức học từ xa như vậy là những cái các em mà học và sinh nó là học ở trong lớp học á thì là sẽ có ít học sinh hơn và đeo mặt nạ đeo khẩu trang và giữ khoảng cách xã hội là cái điều bắt buộc thì ông cũng đề cập như vậy trong cái trong cái cái tuyên bố lần này. Nga chân thành cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi cái video. Nếu như mà ai lần đầu tiên ghé kênh Nga Võ Illinois thì vui lòng nhấn nút subscribe để mà các anh chị là những người đầu tiên sẽ nhận được những cái video mới nhất của Nga. Và Nga cảm ơn rất là nhiều nhấn like, nhấn share để ủng hộ kênh Nga Võ Illinois và kính chúc tất cả quý cô bác các anh chị các bạn và gia đình may mắn và gặp nhiều an vui trong cuộc sống và nga cũng uh, cuối tuần Labor Day nga cũng kính chúc tất cả mọi người uh, nhiều an vui nếu đi ra ngoài thì hết sức cẩn thận và nga xin hẹn gặp quý vị trong những cái video kế tiếp nga cảm ơn rất là nhiều bye nào